Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ cả nhà con robot hút bụi. Ngon bổ rẻ mà siêu bền, linh kiện sẵn, rất dễ sử dụng của hãng robot Roomba, sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Ở cái con này thì em báo giá luôn là em bán là 2 triệu đi kèm một bộ sạc. Đi kèm bộ sạc dây này các bác nhá, cắm trực tiếp vào đây này. Đấy. Đi kèm bộ sạc dây này nhá. Máy bản chất có tính năng hết pin tự về sạc, nhưng bác nào mà muốn mua thêm bộ đốc sạc thì thêm 800.000, còn bán như thế này thì là cắm trực tiếp này là 2 triệu với một bộ sạc này. Còn nếu các bác muốn hết pin tự về sạc thì mua thêm bộ đốc là 800. Con này rất dễ sử dụng thôi ạ. Bấm một nút này là các bác chạy nha. Đấy, rất dễ sử dụng. Ai cũng thể sử dụng được, hút rất là sạch, bền. Đấy, linh kiện thì sẵn. Linh kiện chổi các thứ rất là sẵn các bác nhé. Không thiếu gì cả. Đây, máy vừa được thay pin mới rồi. Chổi này này, khi các bác mua thì em tặng một cái. Cái này thì con lăn này thì rất là lâu hỏng, mà hỏng thì chỉ có hơn 100.000 thôi. Đây là hai bộ bánh xe này. Hộp rác. Đấy. Con này giá bán là 2 triệu, bảo hành 3 tháng, quay sách. Hút đảm bảo siêu sạch luôn ạ, không sạch không lấy tiền. Cảm biến chống rơi cầu thang. Đấy. Các bác nào có nhu cầu mua robot ngon bổ rẻ thì các bác liên hệ lấy em này nhá, giá rất hợp lý. Bảo hành 3 tháng, chào các bác.